cho mẹ coi. Mẹ ơi. Ừ. Đi về. Đi rồi, phải đâu, anh chỉ mẹ phải đâu, phải đâu. Hả? Phải đâu. Cháu kêu rồi. Ừ? Cháu kêu rồi. Ủa, cái gì đây mẹ ơi? Chị nói cái gì? Tàu hả? Chạm đi tuần đi hả? Ừ, tàu đâu, nó chạy ra. Ủa, tàu nữa nè. Mày có đó nghe.